Dung Duy quá. Ôi ơi. Kìa, mua vé số ủng hộ đi trời. Mua vé số ủng hộ đi. Đúng mẹ. Dung Duy quá. Khùng vậy. Nhanh cho ngay tài tiền rồi. Mua vé số ủng hộ cho anh đi. Mày mua đi. Trời ơi trời, tao bán vé số mà không thấy hả? Anh Tuấn Nguyễn mua đi. Trời ơi, cái anh này thấy lạ lạ quá anh Tuấn Nguyễn ơi. Anh vô anh mời đi anh không? Đi. Trời ơi. Ôi Dương lai lai có gì kiểu đâu á. Cái kiểu là phong cách là giống lai lai. Thôi em coi giấy số anh coi, em ủng hộ anh 10 tờ, thấy anh vui vẻ quá. Anh tháo cổ trang ra đi, nó mua nhiều mai mốt đó. Tháo cổ trang ra. Thôi chị Xuân làm trước 10 tờ đi, rồi em làm 10 tờ. Đâu đã ra đâu 10 tờ, mẹ 5 tờ. Ủng hộ cho anh đi. Bỏ túi đi ba. Nó hồi về người ta đòi tiền tôi đó má. Về đòi tiền tôi đó má. Không, mua thiệt chứ không phải giả bộ. Cái này hôm qua hả? Này xấu rồi hả? Trời ơi, giấy xấu xấu rồi ông nội ơi. Trời ơi. Cái gì vậy? Xấu xấu rồi. Cái gì vậy? Giấy xấu xấu rồi má. Trời ơi. Trời ơi, mình nấu rồi, gà có chưa rồi. Đi vô bán rồi anh Tuấn Nguyễn. Đây cái nhìn vực mới rồi. Trời ơi, bữa nay đại gia anh tới đó rồi, chăn chụp chăn. Một nhìn vực mới rồi. Nhìn vực mới rồi. Trời ơi, vui lắm mẹ. Ông ta bộ chứ ông có hồn luôn nha. Thôi. Sao đâu mẹ chăn. Có dầu gió thế này. Trời ơi, có dầu gió luôn. Trời ơi. Người hồi rồi. Rồi rồi. Giờ bà chửi. Bà chửi ông tặng kìa. Không. Giờ không. Vậy thì thôi. Không chơi nữa. Chết đi. Chết đi rồi. Anh bỏ. Anh cho em hỏi anh từ đâu đến mà anh vui vẻ như vậy? Từ Pháp. Rồi rồi. Đi kia Pháp rồi nè. Rồi rồi. Cảm ơn anh. Để cho hai giờ. Rồi. Rồi rồi, uống luôn mọi người ơi. Uống nhiều vậy. Trời ơi, dầu nữa. Cho em vậy. Trời ơi. Trời ơi. Cái gì? Cái không kìa. Bẻ dầu rồi, bẻ dầu. Rồi. Vô 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 vô. Vô vô. Vô. Em đâu? Em đâu? Em đâu? Trời. Em đang chạy rồi. Em giá bộ nè. Ôi. Lại. Vô từ từ đi. Trời ơi, tự nhiên là bất ngờ gặp anh Việt Kiều luôn. Chết luôn. Anh giảm bán cái số mà còn đáp mọi người ơi. Việt Kiều. Giữ thì thôi, không ai mua hết mày. Mày lê đúng không? Ừ. Ừ. Chạy về tôi nghi nghi, tôi nhìn nó, tôi nghi nghi. Ai đó? Ai? Qua đây, qua đây, qua đây. Kiều hả? Tao chạy dầu mày, anh qua đây cho mày bị ôm hết vậy. Chạy dầu. Dầu em đây. Từ đây. Mày cầm dữ quá. Thấy chưa? Thấy không? Ảnh giả bộ anh giả, anh thử lòng thấy không? Ai giữ là bây giờ ai nhìn thấy chưa? Hối hận chưa? Hối hận chưa? Hối hận chưa? Ôi ơi! Ôi ơi! Đừng có nhìn mặt ra mình trong nha. Cho tiền rồi kìa. Trời ơi, cho tiền nữa. Ôi xin mẹ nè, anh có nè, qua đây nè. Nè người em mình thấy chân ảnh sạch tưng à. Đại gia liền luôn. Trời ơi, Việt Kiều giả, giả dạng thường dân luôn rồi ơi. Trời ơi, Việt Kiều. Việt Kiều thấy lòng. Anh thả không có được chỉ chị em nha. Đừng tiền em tưởng là. Việt Kiều thử lòng mà nhóm. Trời ơi, thử lòng thôi, bà giữ gì thôi á. Giữ nha.
anh về lâu chưa anh? Về tuần rưỡi rồi. Mấy này về lại rồi. Bên đây còn chửi nữa. Tao đâu chửi mày đâu, nãy giờ tao nói mày đưa giấy số giả sao sợ. Trời ơi, ai biết đâu mày lộn vậy. Em xin lỗi anh. Quỳ xuống. Quỳ xuống. Quỳ xuống. Trời ơi. Nói chứ bả hiền lắm anh, ai làm thì làm không. Em bảo đảm với anh là bả rất là ok. Bả chỉ là ham vui thôi, bả là ham vui thôi, bả không có gì hết á, cái này em nói thiệt. Bả không có lên cộng đồng một cái gì đuổi ổng luôn. Anh tên gì anh? Anh tên gì anh? Michael Đớm. Michael Đớm. Nhớ không? À, Michael Lê. Anh Lê đó. À, anh. Trời ơi. Bất ngờ hôm nay anh Michael Lê lại ghé thăm và ảnh giả dạng trong một cái bộ một cái trang phục bán vé số. Bất ngờ luôn à. Anh chuyển trễ không? Nếu anh trả thì anh em đây luôn ha. Trả anh trả cho hả? Ừ. À, cái áo ráp nữa nè. Đúng rồi. Cái áo của em bự quá thấy không? Mặt đẹp mà. Mặt vô thấy đẹp mà. Bự mặt nó rộng rãi anh. Một em đi mua cái ông nói này ở gì Bến Thành. Chờ Bến Thành. Sáng nó vô Trung Thành nó có đuổi á. Ta cầm vé số á. Nó vô nó đuổi á. Mà anh trai rồi. Cầm vé bản đi. Rồi nãy giờ tượng cứ nãy chai nó uống không nha. Mình kêu là thứ lòng cả nhóm. Chai nó xuống, nãy ôi nào giống cái Nguyễn quá trời. Nè cho tiền cho tiền 500. Rồi cho 500 rồi ông canh. Ta giỡn mà. Vui mà ha anh ha, vui ha. Lên. Ngồi 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 lên. Gì nè? Ba không dặn tôi nhận anh Lê, em dặn anh Lê. Rồi. Mà kìa mà chơi chảnh là tôi quýnh bạn nha. Phụ lòng anh Lê lâu lâu về vợ. Đúng rồi, từ Mỹ tới. Giỡn mà. Sao lại có đồng mà. Giỡn mà. Anh có thương anh mới giỡn á má. Thấy chưa, anh như hai mộ mà. Có thương mới giỡn tôi đâu, tôi đưa anh Lê có giỡn không? Lên ngồi đi chị. Ôi, ngồi đi. Ôi, ngồi đi. Ôi, chuối ghê không? Rồi, tới lượt anh Tuấn Nguyễn. Đúng lên đi. Rồi, đúng rồi. Cho anh Tuấn Nguyễn nha. Bà đâu rồi, bà qua chơi trời. Lên đây rồi, bà trước đâu rồi? Không, có điện bảo à, bà không chịu qua. Anh Tuấn cho bà trước, anh Tuấn cho bà trước. Rồi. Điện cho bà. Lấy chiếc kiều lì xì bà trước. Tại vì lần đầu anh lì xì á, nhiều khi anh bảo không tin rồi, anh móc không tin đâu. Để bị tin bà. Anh á, anh phải móc, anh cho bà 500 trước. Rồi xong rồi anh lấy mấy tờ 500 đô, anh lấy chị Dĩ Thương đó, cho chị 100 đô nữa. Đúng vô mình hài hước đó, hài hước vui thôi. Này mà cậu đây. Con nhà anh này vui thiệt á, xuất hiện vui vui. Trời ơi, thì cứ đi đi, không mua nữa. Điện máy không? Không ấy, em lấy máy em điện cho. Ăn vô được không anh Lê? Đưa bè kia bè không mua luôn. Dạ. Bài Sony đó góp được. Ờ, cũng nhận giả hay thiệt chứ. À, có mời bên kia mà không mua hả? Ừ, không mua luôn. Lũi à. Hai anh lũi vô hả? Bà đi qua hỏi bà coi sao bà không mua, đi. Đi hỏi bà sao không mua.
Không, cái người này người khác anh ơi. Anh ngồi đây chút xíu đi, anh ngồi đây xíu đi. Để đây xíu à. Đây để em điện cho bà trước cho. Lát bà trước qua anh mời bà mua trước. Anh với bọn cầm cái số chú bên mời bà chứ. Anh là bộ. Bà mua dữ lắm. Được hả? Anh này vui ghê thiệt, có trời bất ngờ luôn, quá vui thiệt. Có lắm, trước rồi. Không, có nói không? Tối có coi live không? Có ngủ mà ngủ quá. Có nói trước sao anh không chặn không, không biết. Hả, bất ngờ mà. 500 cho, nào là cái em. Xin của chị em cho 500 đó, hiểu không? Hiểu không? Đưa. Đi vô. À, là cho đưa cho em, anh đưa cho bé đó quay. Dạ dạ có đó, bữa lúc trước anh gửi về đó dì anh Dung, anh tặng cho dì Dung đó. Anh ở nước nào vậy? Nước Mỹ. Sao em mới mới cưới qua Mỹ rồi. Điện cho dì trước mà không không. Anh uống hộ em rồi, bà không bắt máy rồi, điện em lại em còn nhiêu kìa, em còn nhiêu uống hộ em đi. Em còn mấy trăm ngàn nữa à. Cũng này rồi. Thôi anh ủng hộ chứ, chưa em mới anh em đi ăn đi. Đó, ai ăn rồi đi. Rồi nha, rồi em cảm ơn anh đây nha. Em chỉ ham bán thôi. Anh ham vui thôi. Dạ. Đi nóng. Nhìn cái giò nè, tôi thấy rõ rõ ghê trời. Cũng phải giò trắng quá trời là khác rồi. Trắng rồi, thấy nghi giò dép rồi, dép hiệu luôn mà. Ờ dép rẻ, sáng đi mua, hôm qua đi mua. Vậy hả? Bóp thì tiền bóp thì không bắt máy rồi.